Hello tất cả em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Biosugi đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Biosugi chơi đó cho trường lý 4 này em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thì nếu như năm nào mà muốn mình làm gì á, hoặc là cái thử thách nào mà yêu cầu mình, hoặc là ý tưởng gì các kiểu á, thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái. Thì anh em đã xem tới hay thì hãy đừng quên để làm like ủng hộ mình cũng như là bấm cái chuông á. Đó là động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật chất lượng và gửi tới tất cả anh em đó. Thank you anh em rất là nhiều. Thì anh em có thể thấy là mình đang có thần tài và với cái chủ thua là 6. Nhưng mà anh em nên nhớ đây không phải là chủ thua thần tài 6 trận nha. Cái này nếu như mình nhớ không nhầm thì tầm được 3-4 trận gì đó. Tại vì mình thua tầm 2 hay là 3 trận nên em ơi. Thì mình mới bắt đầu mình bỏ thần tài vào nên bây giờ thua 7 trận. Là tích thần tài chắc cũng được là 4 trận ở đó, hoặc là 5 trận anh em ơi, tầm tầm đó nha. Sự là mình bỏ thần tài vào khá là lâu rồi nên cũng không nhớ được nữa. Ok, lấy cái này là đủ hai cái mũ nè, let's go. Thì anh em yêu cầu mình làm 3 mũ khá là nhiều á. Thì còn những con tướng 5 vàng 3 sao. Thật sự mình đang rất là muốn làm 3 mũ thử anh em ơi. Đó chính là con gì ta? Con gì ta? À đúng rồi, AZ với lại là một con tướng nữa mình quên mất tên tiêu luôn á. Con April thì mình làm rồi nè, con Seth thì mình làm rồi nè, con Johnny mình cũng làm rồi nè, làm 3 sao 3 mũ nha anh em ơi. À đúng rồi, con Kin, đúng rồi anh em ơi, con Kin. Hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm con Kin 3 sao 3 mũ nha, còn nếu không được thì mình sẽ cố gắng mình làm con Jihin 3 sao 3 mũ. Đấy, hôm bữa mình cũng đã làm được con Jihin 3 mũ rồi, nhưng mà không được 3 sao á. Nên mình phải chuyển qua làm mấy con Siyu 3 sao 3 mũ anh em ơi. Anh em mà chưa xem thì có thể bấm lại cái video của mình xem nha. Video mình đăng rất là nhiều ý tưởng cũng như là những yêu cầu thử thách của anh em đặt ra cho mình đó. Thì rất có thể là mình đã từng làm thử thách đó của tất cả anh em rồi mà anh em chưa biết, hoặc là anh em mới xem kênh mình đó, chưa biết những cái video của mình đăng cái gì. Thì anh em có thể bấm lại xem nha. Toàn là những video chất lượng đó, không phải bàn luôn anh em ơi. Ari quăng đường cái đấy bạn ơi, hợp lý quá anh em. Mình bỏ Ari này vào để mình chơi chủ thu thần tài á, mà đỡ tốn máu một chút. Này quá hợp lý luôn, cái gì nữa, thua hai con anh em ơi. Trận trước thì thua tận nguyên sàn 6 con 7 con rồi đó, trận này thua có hai con à, hợp lý quá nhờ. Cái này mình không có kẹp pháp sư nha, tại vì Ari này mình cho nó gọi là quăng mạnh nhất có thể cho một lần luôn, giết được nhiều thằng giết. Chứ nếu như mà kẹp pháp sư và nó quăng hai lần thì chắc cái đội hình của tem bạn mình nghĩ là nó cũng bốc hơi luôn quá, tại vì cái này là hai mũ mà quăng một lần thôi được đủ rồi. Mình còn những con tướng 4 tiền 3 tiền với lại là 5 tiền chưa làm 3 sao 3 mũ, và cũng như là thử thách của anh em khá là nhiều nên mình sẽ cố gắng mình làm nốt nha, tại vì nó cũng sốc qua mùa 4.5 rồi. Nếu mình nhớ không nhầm được tầm ngày 21 hoặc là ngày 22 rồi đó nha anh em ơi, thì phiên bản 4.5 sẽ chính thức cập nhật về server Việt Nam nha. Cái này thua đi bạn ơi, cái này nhìn giống thắng quá vậy ta. Ông kia lắp đồ đây, lắp cung gỗ cho con tâm kê này. Thua đi bạn ơi, thua này đẹp đẹp nè. Trời ơi, sao là thắng nhờ. Cái con Ari nó quăng một quả quét sạch tên bạn thiệt luôn á chứ anh em ơi. Mặc dù là mình chỉ cho nó muốn quăng quả nhỏ thôi mà nó quăng một phát chết hai ba thằng tên bạn thì chớ bờ cái gì nữa, nổ hũ thôi. Ồ ồ ngon nha, ồ ngon, ui hợp lý quá anh em ơi. Cái tầm mà anh em nổ hũ mà nó rất là nơ cô và tướng 5 vàng á là combat rất là dễ luôn, còn nổ hũ mà nó rớt ra găng đấu tập lột gì ta, găng tay đậu tặc á, cái mà hắc đồ á thì combat hơi bị khó luôn. Nếu như mà nổ hũ mà anh em rất tiền nè, rất trang bị nè, rất nơ cô nè, rất tướng 5 tiền nè, thì anh em combat cực kỳ dễ luôn. Còn mà rất găng tay đấu tạp thì cái đó là hên xui rất là nhiều luôn á. Ồ không rất gậy kìa, nó mới ôi thua quái luôn kìa. Rally mình vừa thua quái kìa anh em ơi, thiệt luôn á. Cái đồ hình này mình cũng thua quái được sao anh em, hợp lý quá nhờ. AZ cầm 2 mũ hay là Zone cầm 2 mũ anh em, hay là Revenge cầm 2 mũ đây. Nó rớt mất con tướng hợp lý quá mà anh em ơi.
thiếu vay này nè, mà thiếu vay này để mình bỏ bốn bộ hồn vào, hoặc là tờ red cũng được. Chắc cho Revenge cầm trước đi ha. Mình đã từng làm gọi là Revenge 3 sao 3 mũ nè, Castle 3 sao 3 mũ nè. Anh em nào mà chưa xem thì bấm lại xem ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, sắp level 8 luôn rồi nè anh em ơi. Cái này là hơi bị nhanh luôn đó. Cái này là lên level hơi bị nhanh luôn đó. Tại vì này nổ hũ tiền nó rớt ra gọi là cũng hơi nhiều. Cái này mình vẫn chưa thần tài nha. Chưa thần tài thì thắng thì vẫn có tiền thôi. Mà xui cái á là nãy nổ hũ là nó không rớt trang bị, với lại là đánh quái á nó cũng không rớt gậy luôn anh em ạ. Hơi xui một tí nha. Hai cái gậy này á, lột bốn cái gậy này á và hai cái mũ này á là mình kiếm được từ hai rau đi chợ, với lại là hai rau quái nó rớt đồ cho mình. À không phải, ba rau đi chợ với lại là một rau quái nó rớt cho mình một cái gậy. Mới đủ bốn cái nè, cho nãy giờ là chưa rớt thêm cái gậy nào á. Thiếu con tờ red thật là vay nè. Có con gì hình nè anh em ơi, bắt không ta. Bây giờ thì mình cũng không có muốn thua cho lắm, tại vì nếu như mà chuẩn á thì cái ông top 8 á đi trước đi, xong rồi mình vẫn ở phía dưới mình lấy đồ trước là hợp lý luôn đúng không anh em ơi. Thắng nổ không ta. Ồ, zone này cầm đồ này nó cũng lỗi thật sự á. Hợp lý quá, vẫn thắng vẫn thắng vẫn thắng. Đây anh em thấy không, mình tính chuẩn không anh em ơi. Cái ông top 8 thua kìa. Vậy là mình không cần fit máu ở cái giai đoạn này nữa nha. Thì mình vẫn lấy được đồ trước anh em ơi. Ok, chưa có vay này hoặc là có tờ red thì chưa có kích 4 hô hồn được. Thì bỏ bí ẩn vào tài cũng được. Ông top 6 thì còn tận 58 máu lận mà mình top mình ông top 5 chứ, mà mình top 6 mình còn 37 máu à, nên không cần fit máu nữa nha anh em. Thì mình vẫn lấy được đồ trước thôi. Mà chủ yếu là cái ông kia là có muốn lấy đồ gậy không thôi, chứ mà muốn lấy đồ thì mình cũng không ngăn được đâu. Zone ráng thắng đi bạn ơi. Tầm này thua thì hơi nguy hiểm. Ok, thắng được nha, hợp lý quá. Có lại là mình cũng đang chủ thắng á. Chủ thắng thì có tiền nhiều hơn thôi. Ủa có gậy nè, cái xô cầm gậy luôn, hợp lý quá. Lấy luôn chè mới nóng nha. Mong là cái rau quá cuối cùng thì nó rất gậy này mà. Không rất gậy thì cũng hơi mệt. Anh em nào muốn mình làm cái gì cứ bình luận ở phía dưới nha, thân cười nó rất là nhiều. Làm thử thách nè, rồi làm đồ dị nè, rồi chủ thu thần tài các kiểu nè. Với lại là nó cũng sắp ra mùa 4.5 à. Anh em nào mà có ý tưởng gì đặc sắc hoặc là hay á thì cứ comment trước ở phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng mình lọc ra rồi mình làm luôn. Mình vẫn chưa biết tên anh, nên biết tại sao không? Tại vì mình vẫn đang chờ đợi một con tên anh thần tài. Một con tên anh thần tài nào đó để mình chơi thôi mà. Tại vì nếu mà thiếu đồ, thiếu trang bị thì cứ tên anh thần tài mà quốc thôi. Cứ thứ trang bị là cứ tên anh thằng tầm mà quốc thôi. Cho anh tất cả mà. Mình đang có Andy, có Tam Ken, có Kata, rồi có cả con Zin nữa. Bây giờ mà ra tên anh thằng tài Siu một cái thôi là mắc binh luôn anh em ơi. Đúng mắc binh luôn á. Nhưng mà hên xui lắm, có thể là không ra luôn á. Nhưng mà lên được con Revenge 2 sao cầm 2 mũ như này thì cũng khó thua lắm rồi. Nó chỉ cần quẹt được ui, một quẹt nhỏ nhỏ, hai quẹt nhỏ nhỏ, team bạn sắp đi hết rồi. Vãi trưởng á. Mạnh chưa? Quẹt xương xương rồi đó anh em ơi. Trời ơi, quẹt xương xương rồi đó. Con Revenge cầm đồ như này thì nó carry cũng sướng á. Không có lo nghĩ gì nhiều. Mình đang tích tiền để mình quốc là level 9 luôn nha anh em. Bỏ thần tài nha. Từ từ. Bỏ con danh này không ta? Bỏ con danh này không ta? Lấy thằng tà không ta? Tem Kenha nó vẫn trâu á anh em ơi. Tem Kenha nó vẫn trâu á. Mình đang tích tiền một phát là level 9 luôn nha. Chức năng từ từ nhìn cũng hơi ghét một tí. Mà tích tiền nhiều nó
sướng sướng đấy không, 93 đồng mà nè. Ok nè. Level 8 rồi mà còn ra tin anh 3 tiền nữa bà nội. Mong cái này là không thua quái nữa. Có khi nào mà cái con quái mà mình thua hồi nãy ra 3.7 á, này mời con sói cuối cùng mà. Có khi nào trong đó là một cái gậy không ta? Có khi nào mà em ơi, con sói cuối cùng đó mà mình thua còn 100 máu ở ra 3.7, có khi nào con đó nó đang nắm giữ cái bí kíp của mình là một cái gậy không anh em? Có thể lắm, có thể lắm anh em ạ. À, rất gậy nào, rất đồ nữa không đây? Một món, hai món, ba món đây lưng. Úi xồi, đồ full thủ ở đây mà. Ok, không sao không sao, cướp lên 19 trước ha. 121 đồng giờ đủ luôn á. Với lại mình cũng đang muốn làm zin 3 mũ ở đây ơi, mà nó không ra thì chịu thôi. Mình đang tích tiền thật sự là rất là nhiều ở level 8 á nào. Để mình coi thử là nó có rớt gậy hay không. Nếu như mà nó rớt á thì mình làm zin 3 mũ luôn, roll hết tiền luôn á. Mà nó không ra, chịu. À, à để ngu rồi, zone này mất dép luôn rồi, hợp lý quá anh em. Rồi, AZ kẹt luôn, hợp lý luôn. Sắp tiền gì thì chết rồi. Tên nào phải xếp lại thôi. Mà nếu như mà mình làm AZ mà 3 mũ á, 3 sao 3 mũ á, mình cảm thấy nó khá là tù á nè. Tại vì AZ á, là nó còn một cái lượng mana khá là lớn để cho nó sạn tiêu. Mà nếu như mà cho nó 3 mũ thì nó xài được một lần xong rồi chắc end game luôn á. Mà nhiều khi nó xài ngu nữa em ơi, thiệt. Nhiều khi con IG nó xài tiêu khá là gà, nhìn ngu lắm. Mình cũng muốn làm Lilia với lại là Zillion 3 sao lắm á chứ, pháp sư rồi cả 3 mũ lắm á chứ em ơi. Nhưng mà mấy con này là mấy con mà kiểu như là không có skill mà gây sát thương á, nên làm nhìn nó hơi chán. Với lại là mấy con này cầm 3 mũ thì được cái gì đây? Tăng thêm đam hả anh em? Thêm máu à? Là mấy con mà có skill các kiểu gồng đam rồi crit bùm một phát chết hết nguyên tên bạn nó mới sướng đúng không? Ui, revenge mạnh dữ ta. Ok nè. Mặc dù là không có thần tài tên anh, nhưng mà chắc là mình sẽ vẫn làm được tướng 5 tiền 3 sao đó. Đến cuối game đi nè mời, bán hết luôn cho nó cân hết. Mình thích mấy cái khoảnh khắc mà tướng 5 tiền 3 sao mà nó cân hết lắm. Mấy con cân hết được thì kiểu như là con Zone nè, con Kein nè, con April nè, con Seth nè, dạng dạng như mấy con đó. Còn hồi mùa 3 á, anh em nhớ lại cảm giác mà con Echo với lại là con Găng Bà Lăng không? Sướng thật sự anh em à. Còn hồi xưa thì con Serat The Red với lại là cái con nào ta, Serat The Red với lại Lulu. Mấy con đó thì có tem thì nó mới chơi được, giống như con Zillion với lại là Lilia vậy á. Cũng dạng dạng đó anh em ơi. Còn mình nghĩ là con Găng Bà Lăng với lại là con Echo mùa 3 á, nó y hệt con Seth ở mùa này luôn. Giống như là một skill á là quét sạch tem bạn luôn mà. Lee Sin 3 mũ không hợp lý chơi lắm đúng không anh em ơi? Lee Sin 3 mũ thì tất nhiên là không hợp lý rồi. Nghe nó vô lý luôn á chứ hợp lý gì nữa. Không có mũ nha. Này có mũ lấy đầy đẹp rồi. Hồi xưa chứ mùa 3 nha anh em ơi, nó có một cái vũ trụ gọi là cái vũ trụ tách đồ. Anh em biết không? Anh em chơi chắc cũng biết cái vũ trụ đó đúng không? Là kiểu như mình thiếu đồ, mình thiếu gãy kiểu á. Giả bộ mình đang có 5 cái gậy nè. Đó, xong rồi trong này nó xuất hiện một cái trang bị mà ghép tự gậy lại. Mình lấy mình tách đồ ra, có 3 mũ luôn rồi đây mà. Sướng. Anh em nào mà chơi mùa 3 rồi thì sẽ biết cái
cái vũ trụ đó chơi khá là hài, với lại là còn nhiều IQ lắm. Mà anh em đừng lo nha, ở mùa 4.5 này nó sẽ xuất hiện những cái lồng đèn gọi là cho anh em những cái khả năng gọi là y hệt cái vũ trụ mùa 3 luôn. Tất nhiên là nó sẽ rất là thú vị rồi. Mình đang tích lại Revenge nha anh em ơi, tại vì tí nữa chắc chắn là mình sẽ bán Revenge này để đổ đồ rồi. John độc hành đại sư, chắc không mua đâu. Mình muốn làm tướng 5 tiền 3 sao mà với chỉ có một cái nơi cô này á, thì cái lựa chọn duy nhất của anh em á là phải roll được trước ít nhất là 5 con hoặc là 4 con đấy của một con tướng 5 tiền rồi đó. Xong rồi anh em mới biết tên anh của con tướng 5 tiền đó. Xong rồi nơi cô thì cái tỷ lệ lên tướng 5 tiền 3 sao thì cao nhất nha. In nè, ui Revenge ra nhiều đấy nha. Cái bộ bây giờ là mình có con Kin với lại là con Lila này nè, mà nếu như mà ra thêm tầm 1 đến 2 con Kin nữa, xong rồi nó ra Kin tên anh đó thì mình sẽ biết nha. Tại vì mình chỉ có một cái Nerco thôi, nên mình làm theo cách đó thì nó sẽ tăng tỷ lệ mà lên được tướng 5 tiền 3 sao nhiều hơn rất là nhiều luôn. Còn nếu như mà anh em có một con Zone này như mình mà muốn lên tướng 5 tiền 3 sao á, mà biết con Zone tên anh đó là mình nghĩ là sẽ không thể nào mình lên được luôn, trừ khi nào mà anh em quá hơn thôi. Mấy cái ông chơi thiện xạ như này mà không có khăn mà gặp ba đại sư như mình đó thì lúc đầu game là bắn là chỉ có lết thôi chứ được cái gì đâu. April nè. Uầy, Revenge gọi là chơi chơi thôi nha anh em ơi, mà sắp lên 3 sao luôn nè. Cái này là Revenge mình không có roll lúc đầu game luôn á nha, tự ra luôn á anh em ơi. Nó tự lên được 3 sao nè, lộn nó tự lên được 2 sao nè. Rồi hai con Revenge hồi nãy á là nó tự ra luôn, nó đâu có roll đâu anh em. Quả trưởng á. Còn 3 người á, ông kia 53 máu, ông kia 19, mình 37 á. Cũng được, cũng được, vẫn cơ hội lên, vẫn cơ hội lên. Mình đang chờ đâu đi chợ 6 chấm mấy nha, 6.4, 6.5 rồi đó, để mình kiếm cái thêm cái gậy nữa. Ui, kin ra nhiều nè, hợp lý nè. Mình cũng đang muốn làm kin 3 sao anh em. Nhưng mà kin nếu như mà cầm 3 mũ á, thì cái tỷ lệ mà nó con 9 rồi con 10 cái kiểu á, thì nó hơi khó đó. Nó không có hồi phục á. Nhưng mà nếu mà cái in red thì khác nha. Ui, mình đang roll kiếm kin tin anh mà lại reset tin anh như này thì chết mình không chứ. Không có chơi nha, đang kiếm kin tin anh em ơi. Không có à. Ui, mình có 5 con kin này nè anh em ơi. Chỉ cần ra kin tin anh thôi, xong rồi mình xà nơ cô cái là lên luôn. Lên là lên luôn đó. Trời ơi, giờ ra kinh tên anh một cái là không cần nơi cô luôn à. Hợp lý chưa? Ra nè. Trời ơi, Zone set. Ôi, kinh nữa kìa anh em, what? Một con nào. Ui, set tên anh nữa anh em ơi. Như thế nào? Thôi chắc chơi set luôn đi nè mà. Rồi sau bán kin đi, tại vì kin này mà ra trễ quá là mình tích cái stat không được anh em à. Tại vì như mình đã nói á, nếu như mà muốn kin nó một con chín á thì kin bắt buộc phải là một là có đồ hút máu hay là đồ hồi máu, còn hai á là phải biến hình được cái màu đỏ. Mà bây giờ mình chưa bỏ kin vào được cái rau nào cả, mới được có con rau à. Mà anh em thấy không, sắp hết game mẹ rồi, nên thôi. Kin thì hẹn lần sau nha. Kin hẹn lần sau nha. Kin là phải biến được màu đỏ mấy con được anh em ơi, chứ không là khó lắm. Bây giờ lại cái set của chúng tôi. Thật sự á là chơi con set này á là mình nhớ lại cảm giác mà chơi Eco hồi mùa 3 anh em.
hoặc là con găng ba lăng hồi mùa 3 á. Anh em nào mà chơi mùa 3 thì nó sẽ biết cái con Echo mùa 3 nó bé cỡ nào, nó đập đến khi nào mà nó chết thôi. Và con set này nó cũng vậy, một đập là chết hết luôn. Echo cũng vậy, hoặc là găng ba lăng. Úi xời, anh em thấy chưa, chơi cái con này là không bao giờ là gọi là chán luôn anh em à, sướng thực sự. Nhiều đam, đập con bọ nhiều đam, đập con bọ mình hơn 20.000 đam, bọ có 2.000 máu và đập hơn 20.000 đam. Con lợn set này không có gậy luôn anh em, nghe nên nó bị sao quá nhờ. Đánh quái 4 round liên tục luôn nha, rớt được đúng một cái gậy này mà. Mình không hiểu nó là nó xui hay là nó lỗi game nó. Đi chợ không có gậy luôn, hợp lý chưa. Ok, giờ mình ghép găng đi. Nếu như mà mọi thứ nó đúng quy trình đó là con set này của mình nó sẽ quẩy được thêm 2 round nữa. Mình sẽ gặp một ông bản thật, rồi mình đập ông chết đúng không? Xong rồi cái ông kia là sẽ gặp ông bạn ảo của ai đó, đừng gặp của mình nha. Xong rồi ông sẽ thắng, mình thì được chơi tiếp thêm round nữa, đúng không anh em? Nghe kịch bản hoàn hảo không? Ui, ông kia gặp bạn ảo của mình luôn rồi. Set. Đúng là lên set 3 chơi game dễ thiệt anh em ơi. Ô, mình thua. Ô, mình thua kìa. What? Mình thua hả anh em? What? Ảo nhờ. Set nè. Ui, nó crit lên 43.000 đam. Nó crit lên đam con bọ anh em ạ. 43.000 đam. Mẹ con bọ người ta có 2.000 máu à. Ông đập 43.000 đam. Sao chịu nổi anh em ơi. Nó gấp hơn 20 lần. Phải trưởng á. Ơ, sao nó mất cái dấu 1.9 anh em ơi. 1.9 đâu rồi, sao nó còn số 1 không vậy? Đây nè, cái này nãy là mình cũng để con set ở đây nè. Bây giờ mình cũng để con set nó ở đây luôn, mình thử cái thắng hay không nha. Còn toàn là 37 máu mà, nên cứ thoải mái mà test thôi. Ủa, quá đẹp luôn anh em ơi. Chơi con set này chưa bao giờ là gọi là không phê luôn á. Ok, và giữ tất cả nha, tạm biệt em, hẹn gặp lại sau nha. Chắc là nhớ like và share của mình nhé. Bye bye.